126 天, ngày 126. Bây giờ là cách nói. Có điều từ ngữ chuyên ngành mình hiểu rất ít. Hãy nghe và nhắc lại. 不过专业词语我懂得很少. Bù, guò, zhuān, yè, cí, yǔ, wǒ, dǒng, de, hěn, shǎo. 不过专业词语我懂得很少. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy suy y tiả. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Người bản địa Quế Lâm. Quế Lín bản địa rấn. Nếu bạn thời gian dài lưu lại Việt Nam. Rú quá nhì chàng sử chiên lưu tại Việt Nam. Tìm thấy hội quán tam thế rồi. Chào tạo san sư huệ quả lợ. Đừng khách sáo với mình nữa. Bú yào zài gân wǒ kè qì lợ. Biế zài gân wǒ kè qì lợ. Hai vị xin đợi chút. Liáng wèi qíng shào tẩng. Chất lượng cũng không tệ. Chất lượng cũng không tệ. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lǔ chá cà phê hě cappuccino. Vị rất tốt, rất thơm. Vị đạo hẳn hảo, hẳn xiang. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Chỉ bí wǒ dà liǎng suì. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt rồi hãy nói. Xiān bǎ yuè nán yǔ xuè hǎo lě zài shuō. Ngại quá, xin lỗi. Bù hǎo yì sì. Về đến nhà. Huí dào jiā. Lúc nào về lúc đó đi. Shǐ me shí hǒu huí lái shí me shí hǒu qù. Chị gái ruột. Xin chị ạ. Chị ấy bảo mình buổi tối đi. Ta jiào wǒ wǎn shàng qù. Sớm đã quen rồi. Zǎo jiǔ xí guàn lè. Chỉ cần. Zhí yào. Khó trách, chẳng trách. Nán quải. Giao tiếp thường ngày còn coi là được. Rì tráng giao liếu khái sản khởi ý. Từ ngữ chuyên ngành. Chuyên nghiệp từ ngữ.
hiểu rất ít. 懂得很少.